ăn thịt gà ốm. Ông thân ơi, ông thân ơi, tôi ra đây, ai gọi tôi đây? Chúng tôi tới mua gà. Thế à, được được, mời hai anh vào đây. Các anh muốn mua nhiều không? Chúng tôi định mua chừng chục con. Các anh rành thật đấy. Riêng gà nhà tôi thì các anh cứ yên tâm, tôi toàn chăn thóc gạo, con nào con nấy thịt chắc nịch, thơm phức. Thế ông định bán giá bao nhiêu? Các anh lấy nhiều, tôi để cho các anh 80.000 một cân, giá ấy là hữu nghị nhất rồi. 80.000 được không? Tôi thấy được đấy. Được, chúng tôi mua. Rồi, thế để mời các anh theo tôi ra chuồng chọn. Hai anh người ở đâu mà lại biết danh tiếng gà nhà tôi mà đến tận đây mua gà vậy? Vâng, chúng tôi đều là người làng Đại. Làng Đại? Thì ra là người làng Đại. Biết thế này, từ đầu mình đã đuổi thắng cổ. Người làng Đại xưa nay vẫn nổi tiếng là keo kiệt, bún xỉn, lại hay gian xảo, đáng ghét. Thôi được rồi, đã thế thì... Sao nghe nói đến làng Đại, ông ta im lặng thế? Tưởng các anh từ đâu đến, chứ từ làng Đại đến thì tôi phải bán giá 120.000 một cân. Hả? Sao lại vậy chứ? Chẳng phải lúc nãy đã thỏa thuận 80.000 sao? Làng Đại thì có sao đâu cơ chứ? Chẳng sao cả, nhưng tôi không thích bán cho người dân làng Đại. Ai mà chẳng biết tiếng dân làng các anh, dân làng chúng tôi làm sao? Làm sao các anh tự biết đi. Ông này muốn bắt chẹt mình, tính sao đây? Hay là thôi, không mua nữa? Không được, không thể để ông ta hả hê thế được. Tôi có cách này. Kêu kiệt, 120.000 một cân, làm sao mà dám mua chứ? 120.000, chúng tôi cũng mua. Biết gà nhà ông rất ngon, nên đắt thế, chứ đắt nữa chúng tôi cũng mua một con để thưởng thức. Chưa sợ cơ à, 120.000 một cân là mình lãi to rồi, bán một con bằng ba con, con rành mà mấy cũng chẳng thắng được ta. Vậy mời hai anh theo tôi. Đây, tất cả ở trong này, các anh cứ việc chọn. Ông chủ bắt cho tôi con kia. Hả? Con nào? Đấy, cái con lù đù, trụi lông sơ sát đấy. Sao bao nhiêu con béo tốt các anh không lấy, lại lấy cái con gà đang ốm, còi cọc, trụi lông ấy? Chúng tôi sẽ đem con gà này về nuôi trong sân. Nếu như ai đi qua hỏi tại sao con gà trông lại thảm thương thế, thì chúng tôi sẽ nói là mua nó ở trại gà của ông. Thế làm sao được? Các anh xem, cả đàn gà nhà tôi, con nào con nấy đều béo mầm. Chỉ riêng con này không hiểu sao lại bị vậy. Các anh làm thế là không có được. Có gì mà không được chứ? Ôi trời ơi, làm thế là ảnh hưởng tới danh tiếng nhà tôi. Cả vùng này ai chẳng biết nhà tôi có trại gà lớn vừa ngon vừa béo chứ. Các anh làm thế, sau này còn ai tới nhà tôi mua gà nữa? Thật không công bằng. Chẳng phải ông cũng vậy sao? Cũng vậy là thế nào? Chẳng phải ông cũng nghĩ tất cả người làng Đại chúng tôi đều không tốt đấy sao? Có thể có một vài người có hành vi không tốt, nhưng ông lại lấy họ để đánh đồng cả làng chúng tôi. Làm như vậy cũng đâu có công bằng gì đâu, đúng vậy không? Nói vậy thôi, 80.000 một con, các anh chọn đi. Gánh hàng. Này, tôi nghe nói thầy này phán đúng lắm. Chứ sao nữa, ba bạn tôi hôm trước đến xem về cứ khen lấy khen để, mà phải lễ lạc đầy đủ thì các ngài mới chứng cho đấy. Mâm lễ của mình có sơ sài quá không? Mà thôi, miễn là có lễ, mình có đi tay không đâu, thành tâm là chính mà. Dạ, bẩm thầy, con xin dâng chút lễ lạc gọi là xin thầy cho con một quẻ. Nhìn vẻ mặt u ám xám xít như thế kia, lại có đám mây mờ phủ trên đầu,
Năm nay á, bà ắt sẽ gặp mấy cơn hạn cơ đấy, mà ngay tháng tới bà sẽ gặp một cái hạn rất là lớn đó nghe. Ấy chết, vậy con phải làm gì để giải hạn ạ? Xin thầy mách cho. Hạn này á của bà nan giải lắm, có giải cũng chẳng hết được, phải tự tránh thôi. Tự tránh là sao hả thầy? Thì đi lại ít thôi, đi đứng cẩn thận, tránh tàu, tránh xe, và chịu khó, lễ lạc là được rồi. Ngày kia cái Cúc nhà tôi về nhà chồng, hai bác nhất định phải sang chia vui với gia đình chúng tôi đấy nhé. Thật nhanh quá, mới ngày nào con bé còn sang nhà tôi chơi cứ liêu la liêu lo suốt ngày, mà giờ đã đi lấy chồng rồi cơ đấy. Vâng, cảm ơn ông, giờ tôi xin phép về, nhà cửa còn nhiều việc bề bộn phải lo quá. Vâng, bà về nhé. Trời ơi, sao lại cưới xin vào ngay cái lúc này cơ chứ? Lần này á, ông đi một mình thôi, tôi chưa đi được đâu. Trời ơi, bà có suy nghĩ không thế? Đám cưới của ai không đi còn được, chứ đây là đám cưới của cái Cúc đấy. Bà chả đã bế nó từ lúc còn ẵm ngửa, nó có khác gì con cái trong nhà đâu. Thì tôi cũng biết vậy, nhưng mà tháng này á tôi gặp hạn không ra ngoài được. Bà dẹp cái hạn của bà đi cho tôi nhờ nghe. Ông nói hay nhỉ, có phải cái hạn đổ lên đầu tôi, chứ không phải đổ lên ông, nên ông không quan tâm chứ gì. Bà thật là... Bà ở nhà chuẩn bị cơm nước nhé, tôi đi đón vợ chồng bác cả đây. Tôi biết rồi. Nấu gì đãi vợ chồng bác cả được nhỉ? Thôi chết, mình quên mất. Bác cả mệnh kim, mình thì mệnh mộc, đang có đại hạn mà rước bác ấy vào thì... Làm thế nào bây giờ nhỉ? Xung khắc thế này có chết không cơ chứ? Mà giờ này bác ấy cũng sắp về tới nơi rồi. Bà nó đâu rồi? Chuẩn bị cơm nước xong chưa? Hai bác đến rồi đó. Chào Thiếm Từ, Thiếm có khỏe không? Ấy ấy, hai bác khoan hãy vào nhà. Thiếm Từ, Thiếm sao vậy? Kìa, bà sao thế? Bà mau chuẩn bị cơm nước mời hai bác đi chứ. Hai bác vào nhà đi. Không vào được đâu, không vào được. Bà làm sao vậy hả? Thiếm Từ, vợ chồng tôi lâu lắm mới về quê. Thiếm có giận dỗi gì để chúng tôi vào nhà rồi nói sau. Sao lại chặn ở cửa thế này? Thật là... Không, em không có giận dỗi gì các bác đâu. Nhưng hai bác thông cảm, hôm nay á thì hai bác không thể vào nhà được. Ấy cũng là vì em đang tránh hạn cho cả nhà. À, ý Thiếm là chúng tôi đem hạn đến cho nhà Thiếm phải không? Thôi, chúng tôi không cần bước chân vào nhà Thiếm nữa đâu. Chúng ta về thôi. Ơ kìa, bác cả. Trời ơi, chính bà mới gây họa cho cả cái nhà này rồi đấy. Bác sĩ vùng cao. Đến kỳ sinh là phải lên bệnh viện trước vài ngày cho an toàn, kẻo lúc trở dạ lại không kịp. Thôi, em vào nghỉ đi, anh đi làm đây. Mọi khi hay có anh xe ôm đứng đây, hôm nay lại chẳng thấy có ai thế này. Cô ơi, cô về đâu tôi chở cho? Cô đội vào đi. Cô về đâu vậy? Anh chở tôi về đầu làng Lai Cam nha. Vâng, tôi đang ở đây rồi, tôi sẽ hoàn thành sớm. Chắc cô ta không kịp nhìn đồng hồ đâu. Thôi kệ, cố gắng kiếm thêm chút tiền mua sữa cho con. Đến nơi rồi cô ơi. Anh ơi, của tôi bao nhiêu tiền vậy? Của cô 150.000. Anh nói bao nhiêu ạ? Tôi vừa mới đi từ ngoài đường quốc lộ vào đây thôi mà. Nhầm thế nào mà nhầm. Cô nhìn đi, 150.000 đây nè. Anh ơi, từ chỗ đường quốc lộ vào tới trong làng đây cùng lắm là 5 cây số. Hơn nữa đoạn đường này tôi đi rất nhiều lần rồi, không phải bây giờ mới đi lần đầu tiên đâu. Cô lồi thồi quá. Cô định đi xong quỵt tiền luôn à? Đồng hồ chạy đàng hoàng chứ tôi không ăn gian của cô đâu. Trả tiền đi, tôi còn đi chở khách nữa. Tôi mãi nghe điện thoại nên không để ý. Vậy mà anh lại làm trò đấy với tôi. Thôi tôi trả cho anh, coi như hôm nay tôi xui. Alo, anh đây. À, anh ơi, em đau quá. Anh mau về đi. Em ơi, sao vậy? Em sao vậy? Bình tĩnh lại, nói cho anh nghe đã. Hình như là bỏ nước ối rồi. Anh mau về, đưa em đi bệnh viện đi. Anh về ngay đây. Em cố gắng một chút,
anh về đưa em đi bệnh viện. Đi bệnh viện? Đi bệnh viện không kịp rồi. Đi trạm xá. Giờ này liệu có ai không chứ? Bà cô ấy làm sao vào được xe máy đây? Làm sao bây giờ? Này anh, vợ anh bị vợ ối sớm sao? Nhà anh ở đâu? Nhà tôi ở xã Lai Sa. Trời, ở tận Lai Sa sao? Vùng đó sâu và xa thế, đường đi lại đèo dốc. Từ đó mà chạy ra bệnh viện huyện thì cũng mất cả 2 tiếng. Mà cô ấy vợ ối rồi thì nguy hiểm quá. Nào, anh mau chở tôi về nhà anh đi. Cô... Anh mau đi đi, tôi chính là bác sĩ của bệnh viện phụ sản huyện đây. Ôi, thật vậy sao? Cô ơi, vậy cô cứu vợ con tôi với nhé. Tôi ngàn lần cảm ơn cô. Thôi, ân huệ gì, giờ chúng ta đi ngay đi. May quá, hôm nay tôi đang đi thị sát tình hình chăm sóc sinh sản ở các tuyến dưới, cho nên mang đồ đầy đủ đỡ đẻ đây này. Ôi, tốt quá. Nhưng giờ phải làm gì trước tiên đây? Tôi... Anh đúng là quá lo lắng rồi. Giờ chở tôi về nhà anh nhanh đi. Về đây rồi. Anh giúp tôi đỡ cô ấy lên giường mau lên. Em đau quá. Đau quá. Cô ơi, mong cô cố gắng hết sức giúp vợ tôi. Đây là đứa con đầu lòng của chúng tôi. Tôi xin cô, anh đang cản trở việc tôi giúp cô ấy đấy. Giờ thì đeo găng tay vào rồi phụ tôi một tay. Dạ, dạ. Chúc mừng anh là một bé gái. Mẹ tròn con vuông rồi. Giờ cô ấy vừa sinh, còn rất mệt nên chưa được ăn đồ cứng. Anh đi pha cho chị ấy một ly sữa nóng nha. Dạ. Còn ngoan. Sữa để đâu? Để tôi đi pha cho. Dạ, nhờ cô. Sữa tôi để trên kệ bếp đó. Nào, chị uống đi cho lại sức. Sữa rất tốt cho phụ nữ sau sinh. Cảm ơn cô. Hôm nay nếu không có cô giúp đỡ thì không biết vợ chồng tôi xoay sở thế nào nữa. Có gì đâu chị, tôi là một bác sĩ, công việc của tôi là cứu người. Thôi, chị nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Chào anh chị nha. Cô Vân, tôi cảm ơn và xin lỗi cô. Tôi nhận lời cảm ơn và xin lỗi này, nhưng hy vọng từ nay về sau, anh sẽ là một tài xế trung thực. Tôi xin hứa. Lâu đài của chim sẻ. Lâu đài, cháu vẽ đẹp lắm, cháu quả là một chú chim có tài. Cháu ước mơ xây dựng một lâu đài lớn cho tất cả loài chim trong khu rừng này đến trú ngụ khi cơ nhở. Bác nhìn này, lâu đài có rất nhiều phòng để cho nhiều chú chim ở. Ý tưởng hay, bác sẽ giới thiệu cháu đến chỗ thầy chim sáo. Ông ấy là thợ xây nhà giỏi nhất mà bác biết. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. À, nhà thầy chim sáo đây rồi. Cháu chào bác chim sáo. Cháu được bác chim già giới thiệu đến đây để học nghề ạ. Bác có nghe bác chim già nói qua, cháu là đứa rất có tài. Nào, qua đây phụ bác. Dạ, vâng ạ. Chiều rộng 2 cm, chiều dài 5 cm. Đây là bản vẽ của bác ạ. Ừ, không phải bản vẽ của bác thì là của ai chứ? Thật là bản vẽ một ngôi nhà xấu xí. Một người bình thường như thế này mà lại làm thầy mình sao? Không thể nào. Xong cái lỗ này rồi, cháu đục giúp bác cái lỗ bên cạnh xem sao. Cháu có việc phải đi ngay bây giờ. Hẹn gặp lại bác sau nha. Cần có một người thầy phù hợp với tài năng của mình. Đi đâu để tìm được người thầy giỏi bây giờ? Mình có cách rồi, mình phải vào hẳn trường dạy kiến trúc sư để học. Hôm nay chúng ta sẽ học bài lịch sử ra đời kiến trúc nhà ở của chim. Tại sao lại phải học lịch sử ra đời kiến trúc nhà ở của chim chứ? Thật dài dòng vớ vẩn. Em vẽ giỏi lắm.
giờ còn đi làm cái vớ vẩn này thì bao giờ mới dựng lâu đài, thật phí thời gian quá đi. Bởi những ông thợ tầm thường thì chỉ có thế này thôi. Nhà chúng ta đều bị mưa bão đánh sập rồi. Chúng ta vừa đến đây để được ở lâu đài chắc chắn của cháu. Ờ, cháu đã dựng lâu đài đâu ạ? Chúng ta đã quyết định cần một ngôi nhà chắc chắn để ở. Chúng ta sẽ giúp cháu. Cầm nổi một cái dùi, về thôi, phí thời gian ở đây làm gì? Cháu sẽ làm được mà, mọi người ở lại đi. Cháu là một con chim có thể xây được một lâu đài, nhưng bây giờ chắc chắn chưa được. Cháu! Trước khi dựng một lâu đài, cháu phải học cách và dựng một ngôi nhà đơn giản nhất. Nếu cháu không làm được, thì mãi mãi cháu cũng không dựng được lâu đài đâu. Học lại ạ. Đúng rồi, phải thế chứ. Bác tin cháu sẽ sớm xây được tòa lâu đài mơ ước của mình. Vớt bớt đặc biệt. Chúc mừng anh, là một bé gái rất tháo khỉnh. Anh có thể vào với hai mẹ con được rồi. Vâng, cảm ơn cô. Em ơi, con của chúng ta có một vết bớt màu đỏ. Thật sao? Đó chắc hẳn là sự đánh dấu một thiên thần đặc biệt. Đúng vậy, thiên thần đặc biệt của chúng ta. Con gái, đi chợ cùng mẹ nào. Vâng ạ. Mẹ ơi, quả bóng ở đâu nè? Ồ, đó là bóng của bạn Nam đó. Chúng ta mang tới trả cho bạn ấy nhé. Vâng ạ. Bóng của cậu này. Mẹ ơi, tay của cậu ấy sao lại như vậy ạ? Nam, cậu sao thế? Bóng của cậu này. Không, không, đừng lại gần tớ. Ơ kìa, Nam. Xin lỗi chị nha, tôi vào với thằng bé đã. Mẹ ơi, sao bạn ấy lại sợ con? Sao không chơi với con vậy? À, có lẽ bạn ấy thấy bối rối khi gặp một cô bé xinh đẹp như con thôi. Xinh đẹp như con ư? Cậu ơi, tớ chơi với. Không, không, chúng tớ không chơi với cậu đâu. Tai cậu rất đáng sợ. Tai cậu sao lại có vệt màu đáng sợ thế kia? Nó có lây không vậy? Chi ơi, về nhà thôi con. Có chuyện gì vậy con? Bớt, bớt, bớt. Không ai muốn lại gần con cả. Không sao, không sao đâu con. Chúng tôi muốn xăm hình. Vâng, anh chị muốn xăm hình gì? Chúng tôi muốn xăm hình vết bớt này lên đúng vị trí này ở bàn tay. Tại sao anh chị không xăm hình gì khác mà lại là vết bớt này? Nó thực sự trông rất xấu thưa anh chị. Chỉ đơn giản là chúng tôi muốn có một vết bớt thật đặc biệt. Ba mẹ đã về rồi đây.
con xem này. Ôi, vết bớt màu đỏ, nó giống tay con nè. Sao ba mẹ lại có nó? Chẳng phải nó rất xấu sao? Sao lại xấu chứ, con gái? Ba mẹ thấy nó thật đặc biệt. Và bây giờ nó còn đặc biệt hơn nữa khi cả gia đình mình đều mang nó. Ba, mẹ và con, chúng ta đã giống nhau ở điều đặc biệt nhất. Con sẽ không bao giờ cảm thấy mình khác biệt hay cô đơn một mình trong thế giới này nữa. Đúng là rất đặc biệt. Nếu các bạn có hỏi, con hãy nói với các bạn rằng đó là dấu vết tình yêu của gia đình ta. Các bạn ơi, tớ có bí mật này muốn kể cho các bạn. Bí mật gì cơ? Đây là vết bớt tình yêu của gia đình tớ. Cả gia đình tớ ai cũng có. Bởi vì cả nhà tớ rất yêu thương nhau. À, hóa ra là vậy ạ. Thú vị thật. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.